Hi, xin chào mọi người, mình là Irene đến từ Coi68. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với số tiếp theo của series tuần qua có gì, để cùng điểm lại những thông tin quan trọng trong thế giới blockchain trong tuần vừa qua. Và trong tuần vừa qua thì thị trường đã có những biến động khá lớn liên quan đến đề xuất ETF Bitcoin của Grayscale, cũng như là những động thái mới nhất từ phía SEC. Và hãy cùng Irene tìm hiểu trong video ngày hôm nay để xem tại sao thị trường lại biến động và có những thông tin nào khác từ thị trường crypto và blockchain nhé. Trước khi đến với video ngày hôm nay thì Coi68 TV xin gửi lời cảm ơn tới nhà tài trợ của video, đó chính là sàn giao dịch Xnet. Xnet thì là công ty giao dịch tài chính đa tài sản, uy tín và dẫn đầu, được lựa chọn và yêu thích ở trên toàn thế giới. Hiện tại thì chương trình đối tác của Xnet thì là một trong những chương trình đối tác tốt nhất ở trên thị trường. Còn về cách tính hoa hồng của chương trình IB này thì sẽ có hai cách tính. Thứ nhất là tính theo spread share, Irene sẽ để ở trên đây cho anh em. Còn cách thứ hai là tính theo fixed lot. Với mô hình đối tác linh hoạt thì chương trình này sẽ cung cấp cho đối tác những lợi ích đáng kể và có các công cụ tiên tiến để hỗ trợ việc quản lý tài khoản khách hàng cũng như là tăng doanh số giao dịch. Chương trình liên kết và chuyển đổi affiliate với hai cơ chế linh hoạt là CPA và CPL thì sẽ dành riêng cho các bạn publisher, thuận tiện tối đa hóa doanh thu của các bạn cùng với Xnet. Với cơ chế CPA thì các bạn có thể thu nhập lên đến 1.850 đô trên khách hàng tùy theo quốc gia đăng ký, hoa hồng thanh toán hàng ngày khi mà khách hàng giới thiệu đủ điều kiện về khối lượng tiền nạp đầu tiên và khối lượng giao dịch. Trong khi thì với cơ chế CPL thì các publisher có thể thu nhập lên đến 45 đô trên khách hàng tùy theo quốc gia đăng ký, hoa hồng thanh toán đều đặn hàng tháng khi mà tỷ lệ chuyển đổi vượt trên 6% từ số khách hàng giới thiệu đạt điều kiện. Với hơn 130 quốc gia cho các publisher thì có thể tăng lợi nhuận doanh thu hoa hồng cùng với Xnet. Về cơ chế của chương trình này thì Irene cũng sẽ để trên màn hình cho anh em tiện theo dõi nhé. Và nếu như anh em muốn tăng thu nhập từ những chương trình này thì Irene sẽ để thông tin chi tiết ở phía bên dưới phần mô tả cũng như bình luận cho anh em để anh em có thể theo dõi kỹ hơn nhé. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe cho Coi68 TV cũng như là ấn vào nút chuông nho nhỏ ở phía bên dưới để nhận được những thông báo mới nhất từ những video mới mà tụi mình đăng tải trên Coi68 TV nhé. Đầu tiên đó chính là về việc Grayscale đã khiếu nại SEC về đề xuất ETF Bitcoin thành công. Giá của Bitcoin thì đã vọt lên gần 28.000 đô la Mỹ, sau đó thì lại đâm về 26.000 do thông tin SEC trì hoãn phê duyệt ETF. Theo phán quyết của tòa án phúc thẩm quận Columbia ở Mỹ thì Grayscale đã được tòa án thẩm phán tuyên bố là chiến thắng trong cuộc đấu tranh pháp lý dài hơi với SEC liên quan đến đề xuất chuyển đổi sản phẩm quỹ GBTC thành quỹ ETF Bitcoin Spot. Cụ thể thì thẩm phán tòa án đã cho rằng SEC thì đã không đưa ra được những lập luận thỏa đáng cho quyết định bác bỏ đề xuất từ phía Grayscale, bất chấp việc công ty đã đưa ra được những dẫn chứng cụ thể cho thấy được sự tương quan giữa giá của Bitcoin và giá của hợp đồng tương lai BTC ở trên CME, chỉ số mà có ở trong các ETF Bitcoin Future được SEC phê duyệt vào tháng 10 năm 2021. Do vậy thì thẩm phán đã tuyên bố rằng SEC sẽ phải xem xét kỹ càng đề xuất ETF Bitcoin của Grayscale, đồng thời thì phải vô hiệu hóa quyết định bác bỏ trước đó. Tuy nhiên thì điều cần lưu ý ở đây đó chính là phán quyết của tòa án thì không đảm bảo việc SEC sẽ phải phê duyệt yêu cầu chuyển đổi GBTC thành ETF Bitcoin của Grayscale. Đây thì đã là lần thứ hai trong ít tháng vừa qua mà SEC gặp thất bại pháp lý. Trước đó thì là với vụ kiện chứng khoán với Ripple hay là XRP. Nhưng đã được Coi68 đưa tin thì Grayscale từ lâu đã muốn chuyển đổi quỹ GBTC thành ETF Bitcoin Spot nhằm giải quyết tình trạng giá cổ phiếu quỹ giảm sâu so với tài sản gốc là Bitcoin bởi không có cơ chế quy đổi giữa hai bên. Mặc dù vậy thì Ủy ban chứng khoán Mỹ là SEC vào tháng 6 năm 2022 thì đã bác bỏ đề xuất của Grayscale, dẫn đến việc công ty đâm đơn kiện SEC. Giá của BTC đã ngay lập tức nhảy vọt 5,5% từ 26.000 lên đến gần 27.7.000 nhờ tin tức trên. Câu hỏi đặt ra đây đó chính là GBTC là gì? Grayscale Bitcoin Trust hay là GBTC thì là một sản phẩm đầu tư dạng quỹ được tạo ra bởi Grayscale, công ty đầu tư tiền mã hóa hàng đầu ở trong ngành tiền mã hóa, nằm ở trong tập đoàn Digital Currency Group. Theo đó thì Grayscale sẽ phát hành cổ phiếu GBTC đại diện cho lượng Bitcoin được công ty đang nắm giữ. Mỗi cổ phiếu GBTC thì sẽ đại diện cho 0,000090435 BTC. Các thông số về GBTC vào ngày 29 tháng 8 anh em có thể theo dõi thêm ở trên màn hình.
Cổ phiếu này thì có thể được giao dịch ở trên các sàn chứng khoán thứ cấp, giúp cho các nhà đầu tư và tổ chức hay là các nhà đầu tư nhỏ lẻ có tài khoản môi giới chứng khoán tại Mỹ có thể tiếp cận được với đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới mà không cần phải trực tiếp nắm giữ nó. Đổi lại thì Grayscale sẽ tính phí quản lý tài sản từ 2 cho đến 2,5% một năm lên người nắm giữ cổ phiếu của họ. Theo dữ liệu từ website của Grayscale thì đơn vị này đang nắm giữ 16,2 tỷ USD Bitcoin ở trong quỹ của Grayscale Bitcoin Trust. Ngoài Bitcoin thì công ty còn cung cấp các sản phẩm quỹ cho nhiều đồng tiền mã hóa lớn khác như là Ethereum, Solana, Filecoin, Chainlink v.v. với tổng giá trị tài sản quản lý là hơn 21,7 tỷ USD. Nhờ triển vọng ETF Bitcoin thì giá cổ phiếu GBTC ở trong những tháng qua đã thu hẹp đáng kể mức chênh lệch so với giá của Bitcoin ở trên thị trường. Hiện giờ thì chỉ còn thấp hơn khoảng gần 25%. Đã có lúc thì mức chênh lệch này chạm đáy là -48,5% vào tháng 12 năm 2022. Mức discount giữa giá GBTC và giá Bitcoin ở trong 3 năm gần nhất thì anh em có thể xem thêm ở trên màn hình. Tuy nhiên, thị trường khởi sắc chưa được bao lâu thì SEC lại tuyên bố trì hoãn phê duyệt ETF Bitcoin Spot cho các ông lớn ở phố Wall. Bitcoin thì đã biến động mạnh sau tin tức trên. Sáng đầu tiên của tháng 9 thì SEC đã trì hoãn đưa ra quyết định đối với tất cả các hồ sơ đăng ký ETF Bitcoin Spot từ BlackRock, Fidelity, WisdomTree, Valkyrie, VanEck, Visco, Wise Origin và Bitwise. Ít nhất thì phải đến giữa tháng 10 mới biết được liệu Ủy ban chứng khoán có thông qua hay không. Trong lúc đề cập đến đơn đăng ký của WisdomTree thì cơ quan cho biết là cần thêm thời gian để xem xét kỹ lưỡng trước khi đi đến công bố cuối cùng. Mặc dù nằm trong dự báo của giới chuyên gia, thế nhưng thông tin trên thì vẫn kéo giá của Bitcoin trượt dài về mốc 25K6 trong rạng sáng ngày 1 tháng 9. Trên khung 24 giờ thì đồng coin có giá trị lớn nhất thị trường tiền mã hóa thì đã đánh mất toàn bộ những gì đã đạt được trong cú tăng ngày 30 tháng 8, giảm gần 5% và đang được giao dịch quanh mốc là 25K9. Như Coin68 đã đưa tin thì đầu tháng 7 vừa qua đã chứng kiến làn sóng các ông lớn phố Wall ồ ạt xin cấp phép hoạt động cho ETF Bitcoin Spot bao gồm BlackRock, Fidelity, WisdomTree và rất nhiều các công ty khác. Do đó thì SEC sẽ có 240 ngày để đưa ra phán quyết sau cùng là phê duyệt, bác bỏ hay là trì hoãn đối với từng hồ sơ. Các mốc thời gian phê duyệt và bác bỏ ETF Bitcoin của SEC thì Irene cũng sẽ để cho màn hình để anh em tiện theo dõi hơn. Thông tin tiếp theo là về cá mập Robinhood, chính là chủ nhân của ví Bitcoin lần thứ 3 thế giới và ví Ethereum lần thứ 5 thế giới. Sau 6 tháng ra mắt nền tảng tiền mã hóa thì Robinhood đã bổ sung thêm Bitcoin và Dogecoin từ tối ngày 30 tháng 8. Người dùng Robinhood Wallet ở trên 140 quốc gia thì hiện đã có thể lưu ký, gửi và nhận Bitcoin, Doge một cách dễ dàng. Ban đầu thì Robinhood Wallet chỉ hỗ trợ các mạng lưới như là Polygon và Ethereum cùng các đồng coin là Calm, Matic, SIP, SOL, UNI và Stablecoin USDC. Từ tháng 3 năm nay thì Robinhood đã thông báo mở rộng sản phẩm sang các blockchain như là Arbitrum và Optimism vì hiện tại vẫn chưa có sẵn ở trên các thiết bị Android và dự kiến thì sẽ triển khai vào cuối năm nay. Ngoài ra thì nền tảng còn khởi động tính năng hoán đổi là Swap ở trên mạng Ethereum với hơn 200 token và sẽ triển khai đại trà trong những tuần tới. Robinhood thì không giống với các ứng dụng khác ở chỗ là sẽ cho phép người dùng thực hiện Swap mà không cần nắm giữ ETH, phí gas sau đó thì sẽ được khấu trừ bằng token mà họ đang nắm giữ. Quyết định trên thì được đưa ra giữa bối cảnh là Robinhood đang phải đối mặt với tình trạng giao dịch crypto trì trệ. Doanh thu đến từ tiền mã hóa của công ty ở trong quý 2 năm 2023 đã giảm xuống còn 31 triệu đô so với 38 triệu đô của quý đầu tiên. Robinhood thì là chủ nhân của chiếc ví có lượng nắm giữ Ethereum lớn thứ 5 thế giới sau khi phát hiện ông lớn này cũng có thể là cá voi Bitcoin lớn thứ 3 thị trường. Cụ thể thì Robinhood đang nắm giữ 2,54 tỷ USD giá trị ETH cùng với 122.076 Bitcoin, tức là khoảng 3,3 tỷ đô theo giá hiện thời, 34,1 ngàn tỷ Shiba Inu, tức là khoảng 277 triệu đô, 4,9 triệu LINK, khoảng 29,7 triệu đô và 2,6 triệu AVAX. Trong một bài đăng sau đó thì Arkham đã làm rõ các khoản tiền trên, đề cập là tiền gửi của người dùng ở trên nền tảng. Thông tin tiếp theo đó chính là một phát hiện mới về đội ngũ của dự án OneInch, chính là những chuyên gia trade ETH. Ngày 28 tháng 8 vừa qua thì các công cụ theo dõi on-chain đã phát hiện thấy một số giao dịch ETH lớn đến từ các ví được gắn nhãn là của đội ngũ OneInch. Cụ thể là ví của OneInch thì đã swap 10 triệu USD và 70.000 USDC để nhận 6.088 ETH.
Như vậy thì giá mua ETH trung bình là khoảng 1.655 USD. Tưởng chừng như đây chỉ là một lệnh swap bình thường, cho đến khi lật lại lịch sử giao dịch thì mới có một điều bất ngờ xảy ra. Trước đó thì vào ngày 5 tháng 7, ví này đã bán tổng cộng là 11.000 ETH tại mức giá trung bình là 1.906 đô la Mỹ. Khi đó thì vì lệnh bán khá lớn đã làm cộng đồng xôn xao, đội ngũ của OneChain đã lên tiếng giải thích là nhằm mục đích thử nghiệm tính năng giao dịch mới Fusion. Giờ đây, đối chiếu với lệnh mua mới thực hiện thì có vẻ như đội ngũ OneChain đã cùng lúc thử nghiệm tính năng mới song song với trading kiếm lời, bán ra ở đỉnh là 1.906 đô la Mỹ rồi mua vào ở đáy là 1.655 đô. Quả thật là các chuyên gia giao dịch tài ba. Hiện tại thì ví OneChain đang nắm giữ khoảng 9.453 ETH, trị giá tương đương với 15,5 triệu đô. Anh em thì có thể sử dụng các công cụ on-chain để theo dõi địa chỉ ví. Irene sẽ để địa chỉ ở trên màn hình hoặc là ở dưới phần mô tả cho anh em. Giá của OneChain thì đang giao dịch quanh mốc là 0,24 đô la Mỹ, giảm 1% trong 24 giờ qua. Còn giá của Ethereum thì đang giao động quanh mốc là 1.634 đô, không có quá nhiều biến động so với một ngày trước đó. Sau khi đã tìm hiểu những tin chính của thị trường trong tuần vừa qua thì anh em hãy cùng Irene tìm hiểu về một số tin vắn đáng chú ý khác. Đầu tiên là Starknet bồi thường 550.000 đô cho người dùng vì tranh cãi hậu nâng cấp. Sau phiên bản nâng cấp Quantum Leap của mạng lưới Starknet thì đã có sự tranh cãi liên quan đến việc đóng băng tài sản của người dùng sau nâng cấp mới nhất. Vào tối ngày 30 tháng 8 thì nhiều tài khoản Twitter đã chỉ trích Starknet vì đóng băng tài sản của người dùng, gây thiệt hại xấp xỉ 550.000 đô la Mỹ. Starknet thì đã nhanh chóng phản hồi người dùng bằng cách giải thích rằng với phiên bản cập nhật 0.12.1 trong tuần trước thì người dùng không thực hiện được việc nâng cấp phiên bản ví sẽ không thể truy cập được tài sản của họ. Thông tin này thì đã được Starknet gửi đến người dùng từ trước thông qua giao diện từ ứng dụng ví của hệ sinh thái. Lý giải cho sự bất tiện trên thì đội ngũ của dự án đã cho biết rằng mạng lưới hỗ trợ cơ chế Account Abstraction một cách nguyên bản. Thế nhưng, mạng lưới lại khởi chạy vào một giai đoạn mà các tiêu chuẩn hạ tầng chưa hoàn thiện. Do đó thì cần có các cập nhật cụ thể để người dùng có thể chuyển sang phiên bản mới. Phiên bản gây tranh cãi là 0.12.11 thì được phát hành sau phiên bản Quantum Leap 0.12.0 vào tháng 7 vừa qua và có những thay đổi đáng chú ý như là giảm thiểu hành vi spam và giảm tải áp lực lên các đơn vị xác thực. Thông tin thứ hai là OnlyFans đầu tư gần 20 triệu đô vào Ethereum trong năm 2022. OnlyFans, mạng xã hội nội dung người lớn thì đã đầu tư gần 20 triệu đô USD vào Ethereum, ETH trong năm 2022, nhưng hiện thì đang ghi nhận lỗ. Báo cáo tài chính mới nhất của công ty cho thấy là họ đã mua ETH trị giá 19,89 triệu đô trong năm đó. Tuy nhiên thì giá trị của lượng ETH này đã giảm mạnh và đang thua lỗ đến 8 triệu đô, chỉ còn khoảng 11 triệu đô vào ngày 30 tháng 11 năm 2022 do giá của ETH đã giảm hơn 50% từ đỉnh 3.000 đô xuống còn 1.217 đô la Mỹ trong năm 2022. Công ty OnlyFans thì đã đề cập đến khả năng thanh lý tài sản tiền mã hóa trong tài liệu đệ trình lên cơ quan đăng ký kinh doanh Vương quốc Anh, Companies House vào 24 tháng 8 vừa qua. Họ thì cho biết đã đa dạng hóa một phần vốn lưu động của mình sang tiền mã hóa, đặc biệt là Ethereum, ETH, nhưng giá trị của tài sản này hiện nay đã giảm sâu. Ngoài việc đầu tư vào Ethereum thì OnlyFans đã tích hợp Ethereum NFT vào nền tảng của họ từ tháng 2 năm 2022 và cùng với đó thì cựu giám đốc của OnlyFans đã tham gia vào việc thành lập một nền tảng giao dịch NFT sau đó. Mạng xã hội Web3 mới này có tên là Frantic và nhiều người mẫu từ OnlyFans đã chuyển sang đây với hy vọng là tạo ra thu nhập mới thông qua hoạt động đầu cơ keys. Tuy nhiên thì hoạt động ở trên friend.tech thì đã trải qua sự giảm sút với số lượng giao dịch hàng ngày giảm đáng kể. Cũng đáng chú ý là sự trùng hợp thiết kế thương hiệu và bộ nhận diện giữa OnlyFans và friend.tech. Tin vắn cuối cùng trong ngày đó chính là về X hay là Twitter thì được cấp phép xử lý giao dịch thanh toán, dọn đường chấp nhận crypto, Dogecoin liệu có bay. Mạng xã hội X, trước đây là Twitter của tỷ phú Elon Musk đã nhận được giấy phép xử lý thanh toán tại bang Rhode Island của Mỹ và đang đăng ký xin giấy phép tương tự ở nhiều bang khác như là Arizona, Georgia, Maryland, Michigan, Missouri và New Hampshire. Giấy phép này thì là điều kiện cần có để X có thể bắt đầu chấp nhận thanh toán, lưu trữ và giao dịch tiền mã hóa. Trước khi Elon Musk mua lại Twitter thì mạng xã hội này đã có nhiều động thái liên quan đến tiền mã hóa, bao gồm tích hợp với Bitcoin và Ethereum, hỗ trợ đặt ảnh đại diện bằng NFT và có tin đồn về việc phát hành đồng tiền riêng mang tên là Twitter Coins và xây dựng ví tiền crypto cho nó. Tuy nhiên, sau khi Elon Musk trở thành CEO của Twitter thì kế hoạch này có vẻ đã bị hủy bỏ. Mặc dù Elon Musk thì tuyên bố rằng Twitter sẽ không phát hành token riêng, nhiều người thì sẽ cho rằng điều này có thể chỉ là một đòn tâm lý và rằng
Trader có thể chấp nhận thanh toán bằng một đồng crypto đã tồn tại, chẳng hạn như là đồng coin liên tục được Elon Musk shill, đó chính là Dogecoin, Doge, mà Elon Musk đã liên tục đề cập trong thời gian gần đây. Tuy nhiên thì việc X hay là Trader chấp nhận thanh toán crypto vẫn chưa được xác nhận và không gây ra tác động đáng kể lên giá của Dogecoin ở thời điểm quay video này. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu những thông tin quan trọng về crypto và blockchain ở tuần cuối cùng của tháng 8. Anh em nghĩ sao về những thông tin trên và hãy cùng comment suy nghĩ của anh em ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Chúc anh em một tuần nghỉ lễ vui vẻ. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!